Chào quý vị quay trở lại với chương trình Tâm sự đêm khuya cùng bầu trời Kali. Đây là cái style của mình. Hồi xưa giờ đó mình phát triển cái kênh của mình cũng vì những cái vấn đề này. Mình hay cũng thường hay tâm sự chia sẻ, cũng giống như những YouTuber khác đang ở Mỹ này cũng có tâm sự chia sẻ. Thì tuy nhiên thì mình khi mình tâm sự chia sẻ rất là nhiều người yêu mến mình. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ tiếp tiếp tục một cái chủ đề nữa. Một chủ đề này nó cũng hầu như là nó rất là thực tế, nó thực tế trong cái cộng đồng, những cộng đồng về người Việt tại hải ngoại, tức là ở Mỹ. Và cái chủ đề này nó liên quan tới vấn đề hôn nhân. Thì thật sự như mình nói, như mình chia sẻ, thì hầu như bây giờ cái chuyện mà cưới hỏi về vấn đề Việt Kiều về Việt Nam cưới vợ hay là lấy chồng, ví dụ vậy, nó không có còn hot như hồi xưa nữa. Nó bị hạn chế lại rất là nhiều, và nó có rất là nhiều chuyện xảy ra trong những cái vấn đề này. Mình biết rất là rõ, khá rõ nhiều trường hợp mà mình đã nghe những lời chia sẻ. Tuy nhiên mình không có tiện chia sẻ lên trên này, tại vì đây là một cái mạng xã hội, thì mình chỉ nói về cái ý chung chung thôi, là tại sao nó không còn được hot như ngày xưa nữa. Thì thật sự cưới vợ cưới chồng á, thì ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy hết. Bây giờ mình ở Mỹ, mình cưới người ở Mỹ nó rất là dễ dàng. Tại sao không cưới người ở Mỹ mà lại đi về Việt Nam cưới? Thì mình chia sẻ tiếp là nếu như về Việt Nam cưới cưới một người nào đó qua bên Mỹ này, thì tại sao nó lại không có còn như lúc trước nữa? Nó quá nhiều chuyện xảy ra. Giống như anh Long bây giờ, ảnh rất là muốn có một người bên cạnh ảnh, thật sự anh rất là buồn. Tuy nhiên ảnh không có đủ mà mạnh mẽ để mà làm những cái việc này. Thật sự riêng bản thân mình cũng không làm được, khó lắm, nó không có hề đơn giản như hồi xưa nữa, tại vì nó quá nhiều chuyện nó xảy ra và nó làm cho người ta cũng cảm thấy là mình ngại ngùng khi mình quyết định mình làm cái chuyện gì đó. Các bạn nên nhớ, khi mà quyết định về Việt Nam cưới vợ là một quyết định lớn chứ không phải một chuyện nhỏ. Nó không hề là một cái chuyện nhỏ đâu nha các bạn. Các bạn nghĩ chỗ này, nghĩ làm chỗ này, các bạn có thể xin làm chỗ khác, nhưng mà khi quyết định về vấn đề hôn nhân, bảo lãnh một người khác qua, đây là một câu chuyện lớn, một sự việc lớn. Thì khi mà họ đã quyết định làm một cái việc gì lớn á, thì chắc chắn á, cái sự lo lắng sẽ tăng lên gấp bội. Thật sự thì không ai mà biết biết trước được cái tương lai. Mình đâu phải thần thánh đâu, mình chỉ là con người thôi, con người bình thường thôi. Mình đâu biết được tương lai mình cưới người đó về mình có hạnh phúc hay không, mình cưới người đó về mình rước người đó qua mình có được hạnh phúc hay không. Thật sự á, theo tôi á, theo bản thân riêng cá nhân mình á, không có ai muốn cái chuyện không hạnh phúc xảy ra. Nếu một người ở Mỹ về Việt Nam cưới một người vợ qua bên Mỹ cũng vậy, không có ai muốn cái chuyện chia rẽ hạnh phúc hoặc là qua đây ly dị, chẳng ai muốn cái điều này. Mình nói thật sự luôn, dù cho cái cô đó cổ có ý định cổ đi Mỹ, cổ có cái hướng cổ muốn thay đổi cái cuộc đời, thay đổi cuộc sống, họ cổ quyết định cổ đi Mỹ và cổ chấp nhận cổ cưới cái anh, cái người nam hay cái người nữ gì cũng vậy, khi mà tiến tới cái hôn nhân, dù cho cái hôn nhân đó có thật hay là giả mình không quan trọng, nhưng mà khi quyết định có một cái hôn nhân để mà cùng nhau đặt chân qua bên nước Mỹ này, thì theo mình nghĩ á, họ hoàn toàn độc thân là đúng rồi đó. Độc thân mới kết kết hôn được đúng không? Nhưng nếu như mà có cái tình cảm thật sự, họ vẫn yêu thương nhau như thường, vẫn đến với nhau như thường và họ gắn kết với nhau như thường, khi mà qua bên Mỹ này á, cái chuyện chia tay xảy ra là cái chuyện ngoài ý muốn, chứ theo cái bản thân mình thôi chứ không phải nói tất cả, là cái chuyện ngoài ý muốn. Họ hoàn toàn không có muốn qua bên Mỹ rồi á, là hai người chia tay, biết đâu cái người chồng bảo lãnh mình qua là một người tốt thì sao? Anh ta có nghèo thiệt nhưng mà người ta là một người tốt, thì có thể cái cô đó sẽ gắn kết với ảnh thì sao?
ảnh đã bảo lãnh cái người Việt Nam qua, có nghĩa là ảnh đã thương cái người đó, ảnh mới bảo lãnh qua. Đúng không các bạn? Không có tình cảm làm sao bảo lãnh qua được. Bây giờ không có tình cảm mà không có tiền bạc nữa, tiền bạc cũng không có luôn, chỉ có cái tình cảm thôi. Cái người bên Mỹ này mới về Việt Nam bảo lãnh qua. Mà khi bảo lãnh qua là cái người bên Mỹ đã có tình cảm, là thương cái người phụ nữ đó mới bảo lãnh người đó qua. Đúng không? Và khi qua sống chung với nhau, khi qua sống chung với nhau nó xảy ra nhiều chuyện là do hai người không ở gần nhau, hai người ở hai phương trời cách biệt, mà nói chuyện qua điện thoại không làm sao biết nhau được, sống chung mới biết chứ. Đúng không các bạn? Nhiều khi các bạn ở bên Việt Nam các bạn quen bồ thôi, quen bồ bịch thôi, các bạn quen người này không được hợp quen quen người khác, nghe người khác không hợp quen người khác nữa. Còn cái này là hai cái chuyện mà quen nhau một cái rồi là không có thay đổi được, đâu phải bạn quen người này không hợp các bạn quen người khác, mà trong khi hai người chỉ nói chuyện điện thoại làm sao biết được hợp hay không. Chứ hai người gắn kết với nhau á thì nó mới xảy ra chuyện. À ha, nó xảy ra rất là nhiều chuyện, thật sự là cực kỳ nhiều chuyện luôn. Một cái đất nước Việt Nam và cái nước Mỹ, hai cái suy nghĩ nó càng hoàn toàn khác nhau rồi, chứ đừng nói chi là hai con người nha. Mình nói hai cái đất quốc gia thôi, một người đang sống Việt Nam quen rồi với một người đang sống ở Mỹ quen rồi, hai người ghép với nhau thôi nó đã khác rồi, chứ đừng nói chi mà về cái chuyện gia đình là họ tính sau. Thì các bạn hiểu không, khi mà hai cái đó nó khác nhau rồi mà mình hòa được, hợp được cái đó là một cái chuyện là gọi là chuyện tốt. Rồi tiếp theo là gì? Hòa hợp về cái cuộc sống, hòa hợp về cái tính cách của hai người nữa. Đâu phải là quen mấy năm nhiều khi còn chưa hợp với nhau, chứ đừng nói chi mà ở vợ chồng sống chung rồi nó xảy ra nhiều chuyện, cho nên dẫn tới cái chuyện chia tay á hầu như là đa số luôn. Không phải là tất cả, không phải tất cả, có nhiều người vẫn gắn kết với nhau. Tuy nhiên những cái chuyện đó không có ai muốn hết. Không có ai muốn cái chuyện chia tay xảy ra chứ. Nếu người họ bảo lãnh bạn qua, một cái người phụ nữ qua, hai người sống chung nhau hạnh phúc, đó là một cái niềm vui và hầu như cái chuyện hiếm, rất là ít. Chính vì điều đó ai cũng bây giờ người ta cũng ngại ngùng, người ta rất là ngại, người ta sợ, sợ mất cái thời gian, mất cái tiền bạc, rồi cảm thấy nhục nhã nữa. Nhục nhã nữa, một cái điều đó rất quan trọng. Ủa tao nghe nói mày mới cưới vợ qua mà vợ mày đâu mà? Ôi, tao ly dị, nó đồ mà rảnh quá ha, rảnh ghê, nó ăn có ngày đi cưới rước Việt Nam qua cái này kia, các bạn thấy không? Cái sự nhục nhã nữa, chứ không đơn thuần á là cái công sức và cái tiền bạc không. Cho nên á nhiều khi á họ bị nhùng cái bước lại, nó không còn có như hồi xưa nữa, là thoải mái cưới qua này kia. Tuy nhiên cái chuyện gì nó cũng có cái giá trị của nó, có cái giá của nó. Ở bên đây á hầu như muốn xây dựng một hạnh phúc gia đình hầu như nó khó lắm. Đây là quốc gia cái nước Mỹ, cái người Việt Nam mình ở đây rất ít, đâu phải trong nước đâu, các bạn đi ra đường các bạn gặp người Việt Nam liền. Đúng không? Rất là ít. Thì một cái người đàn ông muốn có vợ thì phải kiếm một người phụ nữ Việt Nam, đúng không? Nếu mà trong nước nha, mình nói trong nước Mỹ nha, kiếm người Việt Nam lấy vợ, người Mỹ là mình không nói, miễn bàn. Ví dụ người đàn ông Việt Nam lấy người Mỹ mình không nói, bỏ qua bên đi. Giờ kiếm người Việt Nam lấy vợ, kiếm ở đâu? Ở đâu ra? Ngay cái khu vực mình đang sống rất là nhiều người Việt, kiếm còn không ra nữa, chứ đừng nói chi mà đi ra qua những cái tiểu bang ngoài. Mà nếu có, ví dụ nếu có một cô gái đó vừa ngang xứng tầm tuổi, giống như là mình 40 kiếm cô 30 25 tầm tuổi có. Nhưng mà các bạn biết á, cổ qua đây từ nhỏ hoặc là cổ được sanh đẻ từ nhỏ, sanh đẻ ở Mỹ từ nhỏ, cái văn hóa nó khác nữa. Một cái người được sanh đẻ ở từ Mỹ từ nhỏ, họ được học và họ được đào tạo trong cái trường lớp ở Mỹ từ nhỏ, và cái suy nghĩ của họ là suy nghĩ theo kiểu Mỹ, hoàn toàn là một người Mỹ chính hiệu, và của người đàn ông là người Việt Nam, thì chẳng khác nào là một người Việt Nam đi cướp người Mỹ y chang vậy đó. Thì cái văn hóa là không hợp nhau, nó không có hợp về cái văn hóa. Thì các bạn thấy á, khi cưới những người vợ ở bên Mỹ này á, đa số á, là những anh em ở đây là kiếm những không có điều kiện để mà tìm những cái người mà như ý muốn của mình, không có được. Thì đây có nước Mỹ không phải nước Việt Nam,
Còn kiếm một người Việt Nam khó lắm, không phải dễ đâu. Đã khó mà còn muốn theo ý muốn mình nữa, ở đâu ra? Đa số là những người đã từng trải qua chuyện hôn nhân gia đình thì gắn kết lại với nhau rồi quen nhau. Chứ còn bạn kiếm những người mà giống như là mới lớn, chưa từng hôn nhân, chưa có con thì đúng. Bạn kiếm những cô gái như vậy á, thì hầu như rất là khó. Với điều kiện, một điều kiện bạn phải có tiền. Bạn là một người lao động và làm việc có tiền và có vị trí, địa vị trong xã hội của cái nước Mỹ, thì may ra bạn mới cưới được những cô gái như vậy. Thì cha mẹ của họ họ cũng muốn đặt con gái của họ vô một cái vị trí có một người chồng, phải có cái địa vị tại cái xã hội, tại cái vị trí nước Mỹ này. Bây giờ mình làm cu ly bên Mỹ này, mình kiếm ở đâu ra? Có ai mà chấp nhận điều đó? Thậm chí những cô gái như vậy họ cũng không chịu các bạn nữa, họ không chịu các bạn, ngoại trừ những cái cô mà đã từng trải qua cái chuyện hôn nhân gia đình thì may ra các bạn kiếm được, quen được với nhau. Còn cái chuyện bình thường, các bạn kiếm những cô gái mà chưa từng có là không có. Chính vì điều đó đa số là những anh bên đây là về Việt Nam cưới vợ. Đó là thực sự tôi nói là cái đó là cái điều đương nhiên nha. Thực tế về Việt Nam cưới vợ thì ở bên Việt Nam nhiều khi không có đòi hỏi gì hết, không có đòi hỏi là anh như thế nào nào, không cần biết, không cần thiết. Anh chỉ là Việt kiều Mỹ thì về Việt Nam cưới vợ nó dễ rồi, đúng không? Thì đâm ra cưới những cô này cô kia mà tùy mình thích cô nào, mình có thể mình cảm thấy hợp với nhau, nói chuyện hợp với nhau, mình quen nhau, mình cưới qua. Thì cái chuyện cưới qua, cái chuyện ly dị với nhau thì á, quan trọng là do suy nghĩ của mỗi người và do về cái hai người có hợp nhau hay không. Cái chuyện đó là mình không thể nào mình nói trước được cái điều đó. Mà nếu mà có xảy ra cái chuyện chia tay với nhau á, thì theo mình á, như hồi nãy mình nói lúc đầu á, là ngoài ý muốn, không có ai muốn mà lấy chồng lấy vợ mà ly dị, không, chẳng ai muốn cái chuyện đó. Nếu một người vợ tốt, một người chồng tốt, sống với nhau hạnh phúc với nhau, ly dị làm cái gì, còn con cái nữa làm chi, đúng không? Còn con cái nữa rồi còn công việc nữa, đủ thứ đó, nó gắn kết với nhau. Cho nên á, mà đa số là xảy ra những cái chuyện đó thì là ngoài ý muốn. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là những cái cô mà được qua đây từ nhỏ hoặc là sanh đẻ ở Mỹ này thì họ được học hành tới nơi tới chốn từ khi mà mới sanh ra. Và cái điều quan trọng đó là cha mẹ của cô đó muốn gả cổ cho một người có ăn học đàng hoàng, tại vì con của mình là được ăn học tiếng Anh giỏi từ từ nhỏ lớn mà, các bạn biết rồi, được chữ nghĩa mọi thứ. Họ muốn con mình phải được quen và được yêu một cái người anh chàng nào đó. Thứ nhất là về công việc ổn định, phải giàu có, phải có tiền, hoặc là công việc ổn định, phải có địa vị và phải có ngang ngửa thì họ mới chấp nhận. Mình làm cha làm mẹ, ai làm cha làm mẹ cũng sẽ suy nghĩ cái điều này, chứ không phải riêng là những cái người đó. Thật sự mình thấy cái điều đó cũng đúng nữa. Bây giờ con mình đã được ăn học, được sanh ra ở Mỹ, muốn con mình phải được tốt, thiếu gì người đó. Chính vì điều đó là cái mặc cảm của những người đàn ông mà cưới vợ, muốn cưới vợ ở Mỹ này nó lại khó khăn hơn gấp bội lần. Nếu mình có tiền, mình có công ăn việc làm ổn định, mình là kỹ sư, bác sĩ, mình là luật sư, thì chắc chắn bạn cưới vợ ở Mỹ này rất là dễ dàng. Tuy nhiên ngược lại, được bao nhiêu người đạt được những cái trình độ đó, trong khi chúng ta là người Việt Nam, chúng ta qua bên Mỹ này kể cả mấy chục năm về trước, những cô chú qua bên Mỹ chục năm về trước thì bây giờ đã lớn tuổi hết rồi. Thì những người 40 tuổi, 50 tuổi cũng vậy, cũng tựa tựa vậy đó. Các bạn không thể nào còn bạn quen được một người phụ nữ ở Mỹ này, ngoại trừ bạn tìm những người đã lỡ lầm, những người đã từng trải, những người đã chia tay gia đình, những người có hai con, ba con, một con, để các bạn gắn kết lại với nhau thì các bạn tìm được. Tuy nhiên các bạn tìm những người phụ nữ trẻ hơn, xinh đẹp hơn ở tại xứ Mỹ này hoàn toàn không có. Chính vì điều đó phải về Việt Nam nếu như mình muốn một người phụ nữ trẻ,
đẹp, ở đâu khác, chỗ nào, chỉ có một cách là về Việt Nam thôi. Việt kiều Mỹ mà về Việt Nam cưới vợ, mình thấy, theo mình thấy, theo bản thân mình thấy dễ lắm, rất là dễ dàng. Hầu như họ không coi trọng, là không quan trọng là mình làm mấy công việc gì ở Mỹ, không cần biết, chỉ cần biết Việt kiều là được. Cứ nghe chữ Việt kiều Mỹ là ok, không cần biết bên kia, bên Mỹ này đang làm gì, không cần biết. Cái đó là cái tâm lý thôi, cái tâm lý chung thôi. Rồi sao, thì khi cưới nhau rồi á, thì ví dụ như thương nhau thật sự là bảo lãnh qua bên đây á, thì các bạn biết rồi, nó cả ngàn thứ nữa mình lo lắm, chứ không phải là cái chuyện yêu đương nữa. Yêu đương là dẹp qua một bên nè, từ đã cưới nhau rước nhau qua là cái chuyện yêu đương đã dẹp qua một bên nè. Mà cái chuyện kế tiếp là gì, là cái cuộc sống, cái đời sống và cái cuộc sống, cái chuyện đó là khác như chuyện yêu đương đó. Chính qua vì vì những cái điều đó nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Oh man, qua bên đây khác. Oh sao lạ vậy? Ủa sao lúc trước không nghe anh nói vậy? Ủa sao anh không nói anh vậy? Ủa sao? Ủa đủ thứ hết, đủ thứ cái ủa lắm, nhiều cái bất ngờ dữ lắm. Cho nên nó dẫn tới những cái tình trạng mà gọi là thất vọng, rồi bắt đầu phải 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 thông cảm cho nhau, phải hiểu cho nhau. Nếu ai mà thông cảm hiểu cho nhau thì còn có thể sống chung với nhau được. Còn nếu mà không thông cảm mà hiểu cho nhau, cái chuyện chia tay là cái chuyện bình thường. Và cái người bảo lãnh qua là cái người thiệt thòi nhất, thật sự. Và khi cái điều đó đó nó xảy ra rất là nhiều ở tại cái xứ Mỹ này, tôi đã thấy và tôi đã nghe rất là nhiều. Cho nên chính vì điều đó mà hỏi sao anh Long, thật sự anh Long đã độc thân rất là lâu rồi, 10 năm có, mà tại sao anh không lấy một cô khác, người vợ khác, thậm chí về Việt Nam cưới một cô khác qua, hoặc biết ở đây, tại sao anh Long không lấy được người ở đây? Thì các bạn đã hiểu những gì tôi chia sẻ ngay từ đầu, đúng không? Tại sao không được, và tại sao anh Long lại không về Việt Nam cưới vợ, thì các bạn cũng đã hiểu được những gì tôi đã chia sẻ rồi. Nó không hề là một cái chuyện đơn giản, thật sự nó không có đơn giản chút nào. Mà tôi hiểu cho anh, tự tôi cũng là đàn ông và tôi hiểu cái điều đó. Nếu như tôi cũng đập vô hoàn cảnh đó, tôi cũng thấy tôi sợ lắm. Thà tôi sống vậy cho khỏe, thật sự là vậy luôn. Nó không hề đơn giản đâu các bạn. Nghĩ là bảo lãnh một người đó qua rồi cũng là đơn giản, không có đâu, nó rất là phức tạp. Tuy nhiên xảy ra những cái chuyện mà chia tay với nhau là cái chuyện ngoài ý muốn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là những cái hoàn cảnh mà gọi là bảo lãnh qua rồi tại sao chia tay mà nó nhiều như vậy, thật sự á là trong thâm thâm tâm của họ, họ không muốn cái điều đó đâu. Không có ai muốn mà ly dị hết trơn, không ai muốn cái chuyện đó xảy ra đó. Mà tại vì cái hoàn cảnh, và tại vì cái đời sống, và tại vì cái đất nước, và tại vì cái quốc gia, và tại vì cái sự suy nghĩ nữa, nhiều thứ nó xảy ra và dẫn đến chia tay với nhau. Chứ thật sự không ai muốn chia tay hết trơn. Cảm ơn quý vị đã coi video của mình, và chúc quý vị có thể là tìm được cái gì đó điều may mắn, hạnh phúc. Nếu mà ai được đặt chân qua nước Mỹ này, cố gắng sống cho thật là tốt, một cái con người thật là tốt, mình đừng có làm những điều sai trái. Còn cái chuyện xui xẻo hoặc là những cái chuyện không đáng xảy ra là cái chuyện ngoài ý muốn. Thì hy vọng mọi người sẽ được những điều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại.